Em tên là Bùi Quý Khang, năm nay em 33 tuổi. Em tên là Nguyễn Thị Kim Hường ạ, em năm nay 27 tuổi. Bạn bè em hay nói em là em rất là hiền ạ. Cái đó cũng là điểm yếu của em á chị, nhiều khi hiền quá bị ăn hiếp á chị. Thường xuyên để quên chìa khóa, điện thoại. Phòng trọ em trên lầu 3 á chị. Mà sáng nay em đi làm em cũng phải đi xuống dắt xe rồi sau đó lên quên chìa khóa, lên lấy chìa khóa rồi lại đi xuống rồi xong lại quên cái máy kiếm tại em bị cận á chị. Trời ơi. Em đã từng có vợ và vợ em là mối tình đầu của em. Sau khi chia tay thì em có yêu thêm một người nữa. Thế là hai mối tình chính thức của em. Em nghe câu chuyện về đàn trai như thế thì em cảm nhận thế nào? Thì em cũng không có quan trọng chuyện đó lắm. Một lần đổ vỡ thì nhiều khi là anh ấy lại biết trọng quý trọng hơn. Cái mối tình cái mối tình mình hạnh phúc mình đang có ra. Em tên là Phạm Hải Dương. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp là nhân viên IT. Tên là Phạm Thị Thùy Trang, năm nay em 26 tuổi. Điểm yếu thì chắc là em hay giấu nỗi buồn, không chịu chia sẻ trực tiếp với chị. Chỉ khi nào mà chuyện nó qua rồi thì em mới chịu quay lại nói với người đó. Dạ đúng rồi. Vậy là thiệt thòi rồi, chi cho mệt vậy, buông xả ra cho nó khỏe. Nhưng mà nhiều khi nó không, thời điểm đó nó không đúng lúc với chị, không nên xả lúc đó nên em hay giấu lại. Là lúc em buồn em làm gì? Dạ buồn thì chắc khóc mình. Trời ơi, cái thương không? Dạ em thì có 3 mối tình, 2 không chính thức. Mối tình gần đây nhất thì chia tay khoảng hơn 1 năm rồi. Thì trong thời gian đó em cũng không có quen ai. Và sở thích của anh là cũng thích đi du lịch. Thích bằng xe máy hay bằng xe hơi? Anh đi cái nào cũng được, phương tiện nào cũng được. Anh thích cái nào hơn? Em biết là cái nào cũng được mà anh thích cái đi nào thì hơn. Thông thường thì anh thích đi máy bay hơn. Em chưa xác định nhưng mà ba tính cách em có thể là em ghét nhất ở người bạn trai đó là tập tài, gia trưởng và bảo thủ. Anh có ba tính đó không anh?